Chào mừng quý vị đến với chương trình Múa đương đại Rơm. Chương trình diễn ra ở cánh đồng trái tim lúa Hội An. Vì xung quanh là ruộng lúa, đường bờ đê nhỏ nên chương trình khuyến khích khán giả đi xe máy, xe đạp, xe công nghệ hoặc xe taxi. Xung quanh khu vực sự kiện không có bãi đổ xe hơi. Có hai lối vào chính. Lối vào số 1, khách đi từ Phú Cổ hoặc Đà Nẵng vào bằng đường Hai Bà Trưng sẽ đến cửa soát vé check-in A. Lối vào số 2, khách đi từ phía biển cửa đại vào bằng đường Lê Thánh Tông sẽ đến cửa soát vé check-in B. Cả hai lối vào số 1 và số 2 đều có xe điện Hội An Go, xe máy điện của ban tổ chức để hỗ trợ khách di chuyển vào hai điểm soát vé check-in của sự kiện. Khách đi xe máy và xe đạp có thể gửi xe gần khu vực soát vé check-in ở cả hai điểm A và B. Chúc quý vị khán giả có một buổi thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc.